Kính chào quý vị và các bạn. Trong ngày làm việc đầu tuần, thời tiết có sự khác biệt giữa các vùng miền trên cả nước. Trong khi khu vực Bắc và Trung Bộ có nắng nóng diện rộng, thì Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rông vào chiều tối. Cụ thể, tại các tỉnh thành miền Bắc, trời có nắng sớm, nắng nhiều và nắng nóng gia tăng với nhiệt độ cao nhất dao động từ 35 đến 38 độ. Vùng nắng nóng gay gắt tập trung tại khu vực Trung Du và đồng bằng của Bắc Bộ. Dự báo đợt nắng nóng tại miền Bắc còn kéo dài đến hết ngày mai, từ ngày 20 tháng 7 mới có xu hướng giảm dần. Không có hình thế đặc biệt chi phối nên miền Trung sẽ phổ biến không mưa, ngày có nắng và nóng. Mức nhiệt cao nhất ngày phổ biến từ 35 đến 37 độ, từ khu vực Thanh Hóa trở vào đến Phú Yên có nơi cao hơn. Còn lại từ Khánh Hòa vào đến Bình Thuận, cường độ nắng và nóng giảm hơn với nhiệt độ cao nhất ngày cùng lắm chỉ lên đến mức là 33-35 độ. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cháy rừng xảy ra tại khu vực Trung Bộ. So với cả nước, nền nhiệt độ tại Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ giảm trong ngày hôm nay vì từ trưa chiều, mây sẽ kéo đến và cho mưa giảm nhiều nơi tại khu vực miền Tây của Nam Bộ và đến chiều tối thì lan rộng ra miền Đông Nam Bộ và khu vực Tây Nguyên. Trong mưa dông cần hết sức đề phòng với hiện tượng lốc sét và gió giật mạnh đi kèm. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Trên khu vực Biển Đông, bao gồm hai huyện đảo là Hoàng Sa và Trường Sa, gió thổi với cường độ trung bình. Chỉ lưu ý mưa xuất hiện rải rác ở phía Nam vào chiều tối, khiến cho tầm nhìn giảm thấp trong mưa và nguy cơ tố lốc cũng như là gió giật mạnh nguy hiểm. Đến đây, bản tin thời tiết sáng ngày 18 tháng 7 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC sẽ được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.